Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn thân yêu của 2GM TV. Trong tập viên hôm nay, gia đình mình đang đi trên phố đi bộ Bùi Viện. Phố đi bộ Bùi Viện thuộc địa chỉ ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa đây là một khu phố Tây được rất nhiều người biết đến. Nay được khoác lên mình một bộ áo mới, trở thành phố đi bộ thứ hai của Sài Gòn sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước khi trở thành phố đi bộ, phố Bùi Viện đã được biết đến là một khu phố Tây ba lô, do lượng khách du lịch đến đây chủ yếu là các nước phương Tây. Con phố đã nhộn nhịp này đã trở nên tấp nập, đông vui hơn. Đường Bùi Viện sẽ cấm xe một đoạn dài khoảng 500m, từ đường Đề Thám đến đường Đỗ Quang Đẩu, trong thời gian từ 19 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau, vào 2 ngày cuối tuần, để phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí với các khu ẩm thực. Các màn trình diễn đường phố và cũng như các quán mở cửa rất là nhộn nhịp ở khu vực này. Du khách đến đây với phố đi bộ sẽ được hưởng các dịch vụ miễn phí như là nhà vệ sinh, wifi, cung cấp thông tin hỗ trợ du khách và nụ cười miễn phí. Phố đi bộ Bùi Viện 2 ngày cuối tuần sẽ trở nên rất là náo nhiệt bởi các hoạt động vui chơi độc đáo và hấp dẫn. Sẽ có nhiều màn biểu diễn nghệ thuật từ vỉa hè cho đến lòng đường, thu hút cho các bạn du khách, tạo không khí rất là sôi động. Gia đình hai chị em mình bước vô đây để tham quan. Khoảng giờ này cũng khoảng 7 giờ là khoảng thời gian đón khách của khu phố Bùi Viện, khu phố Tây này. Thời điểm này thì khách du lịch người ta cũng đi nườm nượp, đa số là các những du khách nước ngoài. Người ta tới luôn rất là nhộn nhịp, lựa chọn cho mình những góc ưng ý rồi ngồi trò chuyện và cũng như hưởng không gian nhộn nhịp ở khu phố Bùi Viện này. Bàn ghế được các cửa hàng để ra bên ngoài để tiện việc ngồi cũng như hóng mát. Một cái điều mình rất là thích là bước vào đây thì ánh sáng của những bảng hiệu cũng như các biển quảng cáo rất là đẹp, nhìn rất là long lanh, lấp lánh. Nếu các bạn trẻ đi qua bên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có nhiều ánh đèn từ các nhà cao tầng, thì ở đây cũng không kém phần với những ánh đèn lấp lánh và trang trí rất là nghệ thuật. Không những vậy thì hai bên thì được trang trí bày bán rất là đẹp. Bước vào đây thì chúng ta sẽ tha hồ mà chụp hình, tạo cho mình những bức hình đẹp lung linh về đêm của Sài Gòn. Gia đình mình bước vào đây giống như là lạc vào một nơi mà lần đầu tiên đặt chân vào vậy đó. Hàng quán mọi người đều đang trong tư thế là chuẩn bị đón khách vào để phục vụ.
Đó, cái khu vườn trà nè, nhìn rất là đẹp, được trang trí rất là cầu kỳ. Mình cũng thấy được các bạn nhân viên cũng như các bạn phục vụ ở đây rất là trẻ trung, và phong cách ăn mặc cũng rất là hiện đại. Các quán được có không gian ở bên trong và cũng như ở bên ngoài, nhưng thời điểm này thì mọi người ngồi ở bên ngoài là chủ yếu. Đó, các bạn nước ngoài thuộc rất là nhiều nước. Mỗi quán trang trí cho mình một phong cách riêng. Bàn ghế cũng trang trí theo một phong cách, một hướng khác nhau, tạo cho khu vực này một nét sinh động. Mãi mê lo ngắm nhìn rồi lo nghe nhạc mà gia đình mình cũng một lúc sau cũng đã đi ra được khu phố đi bộ, lúc nào không hay luôn. Ở phía cuối đường thì là nơi tập trung, là chỗ bãi để xe. Ở trong này cũng có một ngôi chùa. Các du khách nước ngoài đang chụp hình lưu niệm cho mình những tấm hình. Nhiều người đi vừa uống bia luôn. Các bạn nhân viên ở trong quán thì ra chào mời. Còn có một nhóm nữa là biểu diễn đường phố nữa. Mới có những giờ đầu tiên đón khách thôi mà đã có rất là nhiều cái hoạt động. Nếu mà ở đây đến khuya thì không biết sẽ có bao nhiêu tiết mục. Nếu mà có dịp thì gia đình hai chị em mình sẽ thực hiện tiếp tập tiếp theo của phố đi bộ Bùi Viện, để xem mà không khí ở trong khu vực này nó sôi động và nhộn nhịp như thế nào. Bia hình như ở trong khu vực này bán cỡ từ 50 đến 60 nghìn lon. Thì mình bước vô đây để chủ yếu hưởng được không khí về đêm của Sài Gòn. Thì chắc có lẽ với giá thành như vậy thì cũng khá là hợp lý. Đây là mình đã bước ra ngoài khu vực phố đi bộ, đã tới khu vực đi hỗn hợp, gồm có thể xe máy có thể chạy vào đây được. Xe máy chạy vào được thôi chứ xe tải chắc cũng không được. Rồi, kính chúc video của mình đến đây xin tạm dừng. Kính chúc cả nhà nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau nha.